muốn tuổi già an yên, phải tuân thủ ba không quan tâm, ba không hỏi, ba không chặn. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Đạo Đời. Thưa quý vị, đã già chưa hay sắp sửa già? Giật mình nhìn lại tháng năm qua, mới ngày nào đây còn bé xíu, bây giờ tóc đá muối tiêu pha. Khi tuổi còn trẻ, ta cứ ngỡ rằng đời người còn dài lắm. Năm tháng trôi qua dường như có phần chậm rãi. Nhiều người khi nhỏ thường mong mình mau lớn, mau trưởng thành để có thể bay nhảy, làm những điều mình muốn, thực hiện những ước mơ, hay là mong trưởng thành để sớm lo được cho gia đình, cho những người mình thương yêu. Để rồi khi đã thực sự trưởng thành thì bản thân lập tức bị cuốn vào những cơm áo gạo tiền, những nỗi lo của cuộc sống thường nhật. Một ngày nhìn lại, khi đầu gối đã mỏi, sức đã không còn như xưa, ta mới nhận ra mình thế mà đã bước vào tuổi xế chiều. Vậy đến tuổi này rồi, có phải chăng cuộc đời sẽ có điều thay đổi? Ta lúc này không còn minh mẫn như khi còn thanh niên, không còn khỏe mạnh như độ tuổi 20. Vì thế mà bước đi trên đường đời cũng không còn bon bon với tâm thế đầy tham vọng. Lúc này ta nên biết điều gì thực sự cần cho mình, điều gì không còn quá cần thiết để buông bỏ bớt. Có như thế, bước chân trên chặng cuối của đời người mới nhẹ nhàng hơn, thong dong hơn. Với mục đích cuối cùng cũng chỉ là để bản thân được bình an, vui vẻ, sống đến hết cuộc đời. Ở tuổi này, chúng tôi khuyên quý vị tuân thủ nguyên tắc ba không quan tâm, ba không hỏi, ba không chặn. Quý vị thử cùng lắng nghe trong video ngày hôm nay xem có chí lý không nhé. Thứ nhất, ba không quan tâm. Ở độ tuổi trẻ trung, chúng ta đã dành nhiều thời gian công sức để làm việc. Từ khi về hưu, ta có thêm nhiều thời gian để nghỉ ngơi, tận hưởng cuộc sống hơn. Vì vậy, lúc này, chúng ta nên bỏ đi những mối quan tâm không đáng có để cuộc sống bình yên. Khi bạn ở ngưỡng tuổi 60-70, hầu hết con cái đều đã khôn lớn, trưởng thành. Vì thế bạn không nên quan tâm thái quá về cuộc sống tương lai của các con. Một người bố, người mẹ tốt sẽ chỉ khuyên răn các con, chứ không can thiệp sâu vào cuộc sống riêng tư của chúng. Bạn cũng không cần quan tâm tới tuổi tác của mình và có những suy nghĩ tiêu cực về sức khỏe. Nhiều người tự làm bản thân tiêu cực bằng cách lo sợ về tuổi tác, về bệnh tật. Sự thật là ở tuổi này thì việc cơ thể không còn khỏe mạnh như lứa thanh niên là điều đương nhiên. Thay vì quá lo lắng và tiêu cực khiến bản thân mang bệnh và tâm cũng mang bệnh, hãy cố gắng để chấp nhận và đương đầu bằng tâm thái lạc quan. Cuộc sống của chúng ta vẫn còn rất nhiều điều tốt đẹp. Thay vì chúng ta tiêu cực, lo lắng, chán nản, thì hãy nhìn vào những điều tốt đẹp mà mình đang có. Đôi khi tinh thần tốt chính là chìa khóa quyết định sức khỏe tốt lên từng ngày. Chữ không quan tâm thứ ba chính là không quan tâm tới lời gièm pha của những người xung quanh. Ở tuổi này, việc quan tâm tới những lời bàn tán gièm pha của người đời cũng sẽ khiến cho bạn sống trong mệt mỏi và áp lực. Khi đã có tuổi, ta nên bỏ ngoài tai những lời phán xét để sống cuộc đời mong muốn. Thứ hai, ba không hỏi. Nếu bạn thắc mắc về chuyện không liên quan tới mình, bạn sẽ trở thành người kém duyên trong mắt người khác. Để tình trạng này không xảy ra, bạn cần nhớ ba nguyên tắc, ba không hỏi và áp dụng trong cuộc sống. Đặc biệt, khi chúng ta về hưu, có rất nhiều thời gian rảnh rỗi, chúng ta thường thích gặp gỡ những người bạn, họ hàng hoặc hàng xóm để trò chuyện, tán gẫu. Tuy nhiên, cần cân nhắc điều gì nên hỏi, điều gì không nên, để không khiến người khác khó chịu, dẫn đến làm mất lòng nhau. Đầu tiên, chúng ta không nên hỏi quá nhiều về thu nhập của người khác. Đây là vấn đề riêng tư, dễ khiến đối phương khó xử, nên bạn cần cân nhắc trước khi hỏi. Thứ hai, bạn không nhất thiết phải hỏi về chuyện gia đình người khác. Mỗi gia đình lại có hoàn cảnh, cuộc sống khác nhau và không thể tránh được bất hòa. Tuy nhiên, đó là chuyện không liên quan tới cuộc sống của bạn. Vì vậy, bạn không nên tò mò. Bạn nên tận hưởng cuộc sống vui vẻ và bình yên của mình
thay vì cứ mãi tò mò những câu chuyện ấy. Khi có tuổi, con người ta được sống bên cạnh con cháu, không phải lo nghĩ chuyện gì đã là điều may mắn và nên tận hưởng điều đó. Việc hỏi về những kế hoạch tương lai của người khác cũng là điều bạn nên tránh né. Mỗi chúng ta đều có những dự định và kế hoạch của riêng mình, vì thế không thể tiết lộ với bất kỳ ai. Nếu như bạn cứ gặng hỏi về chuyện tương lai của người khác, rất có thể bạn sẽ trở thành một kẻ vô duyên. Ba không chạm. Từ tuổi trung niên trở đi, nhiều người sẽ có dấu hiệu sa sút về sức khỏe. Lúc này chúng ta cần phải tránh xa những yếu tố tác động tiêu cực đến sức khỏe. Khi đã có tuổi, bạn không nên chạm vào các loại chất kích thích. Nếu trước đây bạn đã hình thành thói quen sử dụng chất kích thích, thì nên bỏ càng sớm càng tốt để có thể kéo dài tuổi thọ. Bạn cũng nên chú ý đến chế độ ăn uống thường ngày của mình, không nên ăn quá no hoặc quá nhiều đồ dầu mỡ. Chúng ta không nên đụng chạm vào tài chính của con cái khi về già. Mỗi chúng ta cần phải có một khoản tiền tiết kiệm để chủ động chi tiêu trong cuộc sống. Nếu như ta tự lo được cho bản thân mình, con cái cũng sẽ yên tâm hơn. Chúng ta không được chạm vào những trò chơi may rủi. Nếu như bạn ham mê các trò chơi này, bạn sẽ sớm tán ra bại sản, sống trong khổ sở vì không có tiền. Một người khôn ngoan sẽ giữ tiền để chi tiêu vào những mục đích chính đáng, đảm bảo cuộc sống bình an, đủ đầy. Hy vọng với nguyên tắc ba không quan tâm, ba không hỏi, ba không chạm trên đây của chúng tôi đã phần nào giúp được quý vị có thêm những lời khuyên hữu ích, làm hành trang cần thiết trước ngưỡng cửa của tuổi xế chiều. Nhớ rằng, tuổi già không mong gì hơn là sự bình an và vui vẻ trong cuộc sống. Thế nên, bớt được gì thì hãy bớt, không nên làm gì thì đừng làm. Thân tâm nhẹ gánh, bước đi trên đường đời cũng nhàn tản hơn.